Chào các bạn, trong video này AF Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng PhoneSafe. Thì sau khi các bạn đã tải ứng dụng về thành công rồi thì các bạn sẽ mở ứng dụng ra, đăng ký tài khoản, mục thiết bị, hệ điều hành, trạng thái là các bạn thấy hiển thị đấy, đây là ứng dụng sẽ tự nhận diện. Các bạn bấm tùy chọn góc trên bên phải, chọn cài đặt, sau đó kích vào mục đăng ký, số điện thoại các bạn nhập vào. Tiếp theo là mật khẩu các bạn sẽ tự tạo và yêu cầu